Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải đó mày. Và sau cái video hôm trước Khải lên được cái nhẫn ăn bàn kháng bay 30, thì giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên một cái ngập bội, cũng như là tí nữa xong thành công ngập bội Khải sẽ tiếp tục lên cho mình, đó là cái nhẫn kháng hỏi giới chỉ nha mày. Ok, hiện tại thì Khải đã có cho mình được mảnh 1 nè, 5, 6. Giờ chúng ta cùng đi rút phẩm và cùng đẩy lên mảnh 2, 3, 4 nữa để đi ép cái ngập bội cho em xem nha. Ok, giờ Khải lấy ít phục diện rồi. Này thì mình cần mấy cái phẩm 5, phẩm 4. Đây, ok rồi. Như là Khải đang thiếu cái phôi kháng độc bằng 2. Phôi kháng độc bằng 2. Ok, chúng ta đi rút mấy cái này nè mà. Đủ chỗ. Ok, vui đủ chỗ. Bỏ những xu vô để chặt chỗ. Rất cái này cho nó hết chặt chỗ rồi. Rồi, lúc phẩm 5, phẩm 6 thì đơn giản thôi mà. Cứ thì tin vào xong rồi. Phẩm đúc. Lấy nè. Đã đang có mấy cái phôi nội lực nè. Hiện 1 nè. Thiên tinh nè. Này phẩm mấy? Phẩm 5 thì này dư sức lên rồi mà. Có khi lên 6 luôn ạ. Ui, lên phẩm 7 luôn. Kinh như vậy nè. Ok, lên phẩm 7 luôn luôn. Rồi được Khải, tí nữa Khải ép cái nhận họ xong. Nhận họ thì cái phôi này phôi nhận họ rồi. Tí nữa Khải lên luôn nhận họ. Đêm nay đúng không? Nhận họ Khải có ít phôi này. Lên 2 cái này. Ok, rồi Khải đi tìm cái phôi kháng độc bằng 2 nha. Kháng độc bằng 2 nha. Ok, tiếp tục nè mày. Hôn độc bằng 2 này, tiếp tục ra lại tiếp. Này cái kháng độc này cần phẩm 7. Quên, cần phẩm 4 rồi. Bốn người này dư sức lên rồi mà. Bỏ cho nó phẩm cao cao tí, tí nữa nó ngập bỏ cho nó cao cao nữa mà. Rồi, ok. Phẩm 5. Ok, đủ rồi nè. Bây giờ chúng ta đi mua số mà. Ok nè mày. Sau khi Khải thành công xong mấy mảnh này, bây giờ chúng ta đi khui nha nè mày. Khui ngập bỏ. Anh em đang theo dõi live thì anh em đang theo dõi video đừng quên đó là cho Khải like, cho sẻ hộ cho nó mày. Hiện tại bây giờ là cũng 2 giờ sáng rồi, mới cúp điện xong, nãy giờ cũng chờ có điện rồi đi ép cho anh em xem. Xong cái ngọc bội này Khải sẽ tiếp tục lên một cái nhẫn nha nè, nhẫn kháng hỏi nha mọi người. Rồi, vô. Xin día nè mọi người, xin día. Một nè, hai nè, ba nè. Xin giá ngập bội nè mà, xin giá. Nhiều đây, anh em con cũng bên nhiều đây em ơi. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục lần cái nhận kháng hỏa nữa nha em ơi. Được rẹo luôn. Đây thì Khải có đủ nguyên liệu để việc ra ép rồi. Có 2 nè. Đây thì Khải sẽ đặt thêm 6 nè. 4 nè. 3 nè. 1, 2, 3, 4, 6. Thiếu 1, 5. Ok. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhiều đây. Ui, quá đẹp rồi em ơi, xinh quá đẹp. 29 em ơi. Quá tuyệt vời. Ok. Nhất cái nách. Ok, một nhẫn 30. Một ngọc bội 29 em ơi. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến con đoạn lúc nhẫn thì tất cả mọi thứ Khải đã đầy đủ nguyên liệu rồi. Hai mảnh nhẫn nè, giới chỉ nè. Rồi, giờ đi tìm mấy cái đồ nội lực. Đây, nội lực ở sẵn nè. Hai cái nội lực nè. Nhìn tình ba đó, ok, tình ba nè. Rồi, hai nội lực nè. Chúng ta đi rút hai cái nỗ lực này nè mày. Hai lực ẩn hiện 1 và hai cái kháng hỏa ẩn 2. Hãy tìm cái phôi ẩn 2 cái này. Kháng hỏa ẩn 2 trên 20 là được, 19-20 là được. Rút cho phẩm cao. Phẩm này là dư sức nè mày. Khả lấy những vài gì thì tin là xong có nhận kháng hỏa luôn á. Này hơi thấp nha. Đây nè, có phôi kháng hỏa luôn. Ok luôn.
đủ luôn rồi bạn. Phương tượng trung tâm có phố Giang Hồ 23. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đi lấy thôi. Nhân tình ba, tình ba. Có thể lấy 4 nhân tình ba. Tốn 4 nhân tình ba ở hai cái lần này. Ok anh ơi, rồi 1 mảnh 5 nha. Ta thiếu mảnh 1 mảnh 5. Giới chỉ, giới chỉ, giới chỉ. Giới chỉ nè. Giới chỉ là khẩn hỏi nha nè. Rồi ok. Vô, chúng ta vào việc. 1, 2, 3. Ok. Hiệu một. Ok, phải chơi 4 đại rồi mà. 4 đại giải chất kẹo rồi mà. Cái này phải căng lắm rồi mà. Rút còn 6 thì 4 đại này. 2, 4, 1. Ok, đủ nè. Lấy nè. Anh em nào xem like của Khải, anh em sẽ biết cách rút này nè. Rất đơn giản rồi mà. Đây thì mình không có giấu giếm cái phẩm này. Anh em cứ làm theo, anh em sẽ ra được cái phẩm tương đối thôi. Phẩm 6 thành công như nè. Ok, tiếp tục cái thứ hai. Nội lực này, tình ba này, hiền một này. Ok, 2 phần 6 chuẩn rồi bạn. Rút 2 cái kháng họ này mà. Họ phần 4 thì đơn giản thôi. Họ phần 4 thôi. Họ phần 4 thì 1 đại 1 tiểu nó cũng lên rồi. Ok, mình chơi 2 đại 2 tiểu. Rồi 2 đại 2 tiểu này không có gì tiếc nha, chung không tiếc nữa mà. Chữ kiểu nó trên phẩm xấu nữa mà. Tình ba này. Ẩn 2 thủy nè. Ok. Hai đại hai tiểu. Ấy 1 đại 1 tiểu với lộn. 1 đại 1 chung, 1 đại 1 chung. Sao đi nè. Phẩm 4 là được rồi mà. Chắc chắn là phẩm 5 xấu rồi. 5 này. Ok, tiếp tục. Kháng hỏa nè. Tinh ba nè. Một đại một tiểu nha. Ok, 5, 6, dư sức nữa mày. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra mảnh nữa mày. Chúng ta sẽ ra mảnh một cái mảnh 5 và một cái mảnh 1, 1, 5. Ok, ra mảnh. Rồi, ok, anh em đợi tí, chúng ta ra mảnh. Ok, nè mày, sau khi khai ra số mảnh thành công rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua làm hàng nha mày. Làm ăn cho anh em xem thử ra nhận họ bao nhiêu đây. Ôi, cố lên. Cái này thành công xong rồi ngày mai hay ngày kia chúng ta sẽ tiếp tục lên gia truyền ăn ban nha mọi người. Hãy tiếp tục ép gia truyền ăn ban cho anh em xem. Ôi, hồi hộp quá nè mọi người, hồi hộp quá. Cố gắng nhận 30 cái nữa là nhức cái nách luôn nè mọi người. Ok, ta đã có đủ 5 mảnh nè, 6 mảnh nha. Rồi, anh em cùng chờ đợi thì bao nhiêu đây anh em ơi, anh em cùng chờ đó bao nhiêu đây anh em ơi. Yeah. Nhức cái nắp anh em ơi, trời ơi, về bờ. Ôi giời, cái gia chìm 20 nữa, nhức cái nắp luôn anh em ơi. Trời ơi, tuyệt vời, hai video quá tuyệt vời nè mọi, hai video quay cho anh em quá tuyệt vời nè mọi. Rồi, nhớ cái nát chưa? Giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến... Ôi, quá đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến video ép gia truyền ăn băng nha mọi. Ở video ép gia truyền ăn băng, thằng người chắc nó, thời gian nó thì khá là lâu. Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp anh em ơi, anh em đang theo dõi like đừng quên cho Khải like, cho share, ủng hộ cho anh em ơi. Anh em đang theo dõi like đừng quên đỡ like, Khải like, cho share, ủng hộ cho anh em ơi.
Ui, mong sao cho chừng có 19-20 nè em ơi. Mong sao chừng ra 19-20 là có một bộ cái thằng đó là Mad Option nè em ơi. Ui, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ơi, anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khải một like cho sẻ ủng hộ cho em ơi. Và lần này thì Khải sẽ đầu tư và đánh về set ông 3. Và hiện tại sẽ dùng set định quốc nè em ơi. Hôm trước có một set định quốc, chắc mình sẽ bán lại thôi mà. Còn hiện tại Khải đang đi set hiệp cốt nè. Hiệp cốt Mad Option nè. Đó. Rồi, một tay họ 6 dòng, nón 6 dòng, giày 6 dòng, đai lưng, vũ khí, nhẫn, đó. Ok, và nói chung thì hiện tại cũng đã thành công tương đối là 70% em ơi. Ui dồi, đẹp vãi. Ok, rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải, nhấn like, chia sẻ, ủng hộ video này để cho nhiều anh em biết đến nha anh em. Và bây giờ Khải sắp đến sẽ lên xếp ông bang cho anh em xem nhé. Sẽ đồng bàn mà đi hoạt động, chắc có thể là đổi về một phái nào đó đánh cho nó đem xem cho nó lạ lạ tí. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải like, xem phần mạnh video nha anh em ơi. Hãy xem phần mạnh video nhé. Đây, ui, quên. Đấy, đỡ mình còn lo đây anh em ơi. Trời ơi, mừng quá, quên chuyển tóc này, vừa rồi Khải ao game quên chuyển tóc này em ơi. Đây. Đó, khép hợp 30 nha anh em. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đó, ok chưa? Ngược bỏ đi 29 rồi. 30. Đó. Ui, nãy giờ mình hoàn quên đỡ ý, quên video là nó đang quay clone anh em ơi. Quá đẹp, quá tuyệt vời anh em ơi. Là được cái nhẫn 30 nó quá tuyệt vời luôn, vừa khoe cho thằng em luôn anh em ơi. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên để lại Khải like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ở video nhẫn lần trước Khải cũng ép ở khu vực Long An thì cũng ra được cái nhẫn thắng banh 30. Thì anh em có thể xem video trước anh em ơi. Rồi, cái này thì ngày hôm nay ra được tiếp tục là một cái ngọc bội 29 và một cái nhẫn kháng họ 30. Cho anh em xem lại xét hiệp cốt, khả năng sử dụng xét cốt mát em ơi. Nãy làm video mà quên, không để ý là anh em đang đỡ cái tắp nhỏ, anh em thông cảm nha. Rồi, một nón mát ộp 6 dòng nè, một tay mát ộp 6 dòng nè, một giày mát ộp 6 dòng nè, một đai lưng nè, một vũ khí nè, mát nè. Rồi, một nhẫn kháng họ chón, đó, một xét hiệp cốt mát, ok chưa? Rồi. Nói chung là xét thì con bông tiêu dìa xét ông bang quá hợp lý rồi mà. Và chưa hết chúng ta đã thấy rằng là những xét ông bang cũng phải tương đối Mad Option này. Bây giờ chỉ cần gia chiên 19-20 nữa thành công nha mà. Gia chiên 19-20 nữa thành công nha mà. Và hiện tại phổ gia chiên thì Khải đang cố gắng ra mua, nhưng là Khải sẽ ép cho anh em xem ở video sau nha. Đừng quên đỡ lại cho Khải like cho sẻ hộ video chơi nữa mà. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Chờ đợi lên xét ông bang nha Nam.